cười thả ga. Đây, mấy anh biết gì chưa? Tôi nghe người ta nói trong cánh rừng gần làng mình có một con gấu to lắm. Hả? Thật sao? Phải, tôi nghe mấy người đi rừng kiếm củi kể lại. Có lần họ vào rừng, nhìn thấy thấp thoáng bóng một con gấu đen to lắm. Nó phải cao gấp rưỡi người tôi. Ai trông thấy cũng phải khiếp vía. Đến thợ săn lành nghề nhìn thấy nó cũng phải bỏ chạy. Kể ra ai mà săn được con gấu ấy về thì chỉ có mà trúng quả lớn, bán rẻ cũng phải được vài trăm lạng bạc. Làm gì mà đến mức ấy, chuyện này cứ để tôi. Anh tính vào rừng bắt nó hả? Tôi làm thợ rèn đã bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không đủ sức để chiến đấu với nó? Phen này tôi quyết phải bắt bằng được con gấu ấy, đổi đời một phen, chứ cứ quanh năm tay quay tay búa mãi cũng chẳng để được là bao. Các anh có ai muốn đi cùng tôi không? Ôi không không, chúng tôi sức mấy mà dám. Phen này mà anh săn được nó thì cả cái làng này ai cũng phải ngã mũ bái phục anh. Được rồi, thế thì ngày mai các anh cứ yên tâm ở nhà chờ tin của tôi. Gấu khỏe đến mấy, chỉ cần trúng một mũi tên tẩm độc này là kiểu gì chẳng bắt được. Cái này để giữ bẫy, mật ong thơm ngon thế này, gấu nào làm ngơ cho được chứ. Còn sợi dây này là để mình lôi chiến lợi phẩm về, đầy đủ cả rồi, xem mày chạy đâu cho thoát. Đó, anh Tư phen này trổ tài bắt gấu đó. Chúc anh Tư chiến thắng trở về nha. Chú Tư dũng cảm quá, hoan hô chú Tư. Bà con cứ chờ nha, tôi sẽ lôi xác nó về cho mọi người xem. Anh Tư, chúng tôi sẽ đợi anh ở đây. Nếu con gấu nặng quá không kéo về được thì cứ gọi chúng tôi đến giúp nha. Được rồi, cứ chờ tôi. Chưa thấy dấu vết gì hết. Đấy rồi, dấu chân còn mới lắm, chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Xong xuôi rồi. Sẵn sàng rồi, phen này mày chết phải không? Con gấu to quá, bàn chân của mình. Cứu tôi với, con gấu to quá, cứu tôi với. Sao rồi, sao anh lại về tay không thế này? Con gấu đâu, mà sao trong anh mà cung tên, dây thừng, bàn trong của anh đâu hết rồi? Anh chuẩn bị đầy đủ chu đáo thế mà, làm chúng tôi cứ ngồi đây hí hửng đợi khiêng nó về cùng anh đấy. Tôi không ngờ con gấu ấy nó lại hung tợn như thế. Ồ, ra là thế. Quá ra anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ có quên mỗi lá gan. Cái cần nhất của người đi săn thì lại bỏ ở nhà. Tuổi thọ các sinh vật. Ngày xưa, khi mặt đất còn hoang vu, hỗn độn, Đấng tạo hóa đã tạo ra con người đầu tiên từ đất sét. Đừng lo lắng, chính ta đã tạo ra con và ban cho con sự sống. Giờ ta trao mặt đất hoang sơ này cho con. Con hãy chăm sóc nó để nó trở nên xinh đẹp và phong phú hơn. Thưa Thượng Đế, người đã ban cho con sự sống, vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn, con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa Thượng Đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm, hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi. Mình muốn có được một cuộc đời dài hơn nữa. Hỡi Thượng Đế anh Minh, người cho con sự sống để chăm sóc mặt đất. Nhưng sức lực con có hạn,
trong khi mặt đất là vô hạn. Cầu xin người hãy cho người xuống giúp đỡ con. Ta mang tới cho con một người bạn, đó là một con bò. Bò có sức mạnh, nó sẽ giúp đỡ con làm đất, trồng cây. Bò sẽ ở cạnh giúp đỡ con trong 30 năm. Cầu xin Thượng Đế, con không nỡ xa ngài lâu như vậy. Xin cho con ở đây 10 năm thôi. Cầu xin Thượng Đế, vậy ngài hãy ban cho con 20 năm còn lại của bò. Được. Cầu xin Thượng Đế anh minh, ngài đã ban cho con một cuộc sống no ấm, nhưng con không thể nào vừa đi làm lụng vừa lại trông coi những của cải trong nhà. Cầu xin người ban cho con một người bạn để trông nom cho công lao vất vả của con. Ta lại mang tới cho con một người bạn mới, đó là con chó. Ta sẽ cho chó 30 năm sống cùng con. Cầu xin Thượng Đế, con rất nhớ mong ngài. Xin ngài cho con ở đây 10 năm thôi. Vậy cho con xin nốt 20 năm của chó. Được. Ở nhà trong nhà ngoan nhé. Ta ra đồng đây. Chà, cuộc sống yên ả nhưng cũng thật buồn chán. Ta có một cánh đồng trĩu hạt, vườn cây đầy trái. Có bò giúp ta cày đất, chó giúp trong nhà. Nhưng mà tại sao ta vẫn cảm thấy buồn phiền? Cầu xin Thượng Đế anh minh, người đã cho con sự sống, sự no ấm, an toàn. Con mạo muội xin hỏi, liệu người có thể ban cho con niềm vui không ạ? Con cầu xin hết lần này đến lần khác, liệu rằng sự giúp đỡ của ta có làm con thỏa mãn không? Thưa Thượng Đế anh minh, con xin cam đoan với ngài, đây là lần cuối cùng con cầu xin. Ta đưa đến cho con một người bạn. Đây là một con khỉ. Nó thật vui vẻ và hay ho. Có nó, con sẽ không bao giờ buồn bã. Ta sẽ cho khỉ ở cùng con 30 năm. Vậy ai sẽ ở bên cạnh mua vui cho ngài? Xin ngài hãy cho con ở lại 10 năm thôi. Dù gì Thượng Đế cũng đã cho mình chú khỉ. Vậy nếu ngài không biết làm gì với 20 năm còn lại, mình xin tiếp, chắc hẳn ngài cũng sẽ quá bộ mà cho mình thôi. Vậy xin ngài hãy cho con 20 năm của khỉ. Người thật là tham lam, hết lần này đến lần khác, đòi hỏi và thậm chí còn cầu xin những thứ không thuộc về ngươi. Vì ngươi đã sống lâu như vậy. Được, hãy nghe đây. Ngươi có 30 năm cuộc đời, thêm 20 năm nữa của bò. Ngươi sẽ phải làm việc cực nhọc cho đến 50 tuổi. Sau đó, ngươi sống tiếp 20 năm của chó. Ngươi sẽ chỉ lanh quanh ở nhà chẳng đi đâu được cho tới năm 70 tuổi. Cuối cùng là 20 năm của khỉ. Ngươi sẽ trở nên lẫm cẩm và làm những điều nức cười. Đó là những gì ngươi phải trả cho sự tham lam của ngươi. Thay vì than vãn. Tôi thấy nhà này cũng phù hợp với mình ông ạ. Tất nhiên rồi, vừa đẹp, giá lại rẻ. Tôi cũng vì phải di cư theo con cháu nên mới phải bán đi. Chứ nói thật, bán nhà này tôi cũng tiếc lắm ấy chứ. Được rồi, chúng tôi sẽ mua ngôi nhà này, giao nhà cho những người cẩn thận như ông bà. Tôi thấy yên tâm lắm. À, mà có một điều tôi muốn nhắc hai người một chút. Có chuyện gì ạ? À, không có gì. Chỉ là về ông Tom hàng xóm nhà bên. Ông ấy cũng là người tốt. Chỉ có điều mắc bệnh hay than vãn và hơi khó gần. Mọi người sống quanh khu này ngại giao tiếp với ông ấy lắm. Ông bà nên chú ý một chút thì hơn. Quá đi mất. Chào ông. Ông là ai?
Tôi là hàng xóm mới của ông. Vợ chồng tôi mới mua lại căn nhà này. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã làm ông phải bận tâm như vậy chứ? Đó là chuyện riêng của tôi. Ông quan tâm làm gì chứ? Đúng thật là một ngày đen tối mà. Ông nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi thấy hàng xóm mới của chúng ta khó gần thật. Sau mấy ngày mưa, cuối cùng trời cũng đã tạnh. Ông trời đúng thật là không có mắt mà. Trời mưa rả rích suốt mấy ngày. Mưa nhiều thế, ông muốn hại tôi à? Nhà thì dột, quần áo ướt hết, lương thực ẩm mốc cuối cũng ướt. Tôi xui xẻo thế thì ông được lợi gì đâu chứ. Ông cười cái gì? Tôi thấy ông mắng ông trời như vậy, chắc ông ấy tức lắm, nên chắc sẽ không cho mưa gió tùy tiện nữa đâu. Ông ấy mà nghe được thì đã chẳng cho mưa suốt mấy ngày thế, mắng chả bỏ. Đã vậy thì ông còn phí sức mắng mỏ ông trời làm gì? Theo tôi, thay vì mắng trời đất, chi bằng ông lo sửa sang lại nhà cửa đi. Bên nhà tôi có sẵn củi, ông có thể qua mượn để hong quần áo và lương thực, rồi tranh thủ làm những việc mà ông không kịp làm lúc trời mưa đi. Thế có phải hơn không? Thôi, sang bên tôi làm chén trà cho sảng khoái, rồi chúng ta làm quen luôn một thể. Ông mới đến, có thấy tôi là người khó gần hay than vãn không? Tôi thấy mọi người sống quanh đây cũng có nhận xét như vậy. Vậy sao ông không xa lánh tôi giống như mọi người đã làm? Ông đâu có phải là một người mắc bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải xa lánh ông chứ. Chẳng qua mọi người chưa hiểu nhiều về ông và tự bản thân ông sống tách biệt với cuộc sống ấy mà. Tôi biết ở độ tuổi của chúng ta thường hay than vãn về cuộc sống, về những điều không đúng như mong muốn. Nhưng ông hãy thử dẹp than vãn sang một bên. Thay vào đó là hành động. Làm những việc mà ông muốn làm thì ông sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn đấy. Giống như cách mà ông làm hàng ngày, chăm sóc vườn cây và thư thả uống trà mỗi sáng ư? Đúng vậy, tôi cũng giống như ông, cũng có nhiều mối lo đáng bận tâm, nhưng mà tôi biết cách sắp xếp chúng lại, không than vãn mà đối mặt với chúng, xử lý chúng một cách triệt để. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đã hiểu, cảm ơn ông. Từ giờ tôi sẽ bớt than vãn đi, và mỗi sáng tôi sẽ sang đây đọc báo và uống trà với ông. Khỉ con giận dỗi. Sao con lại lười biếng như thế hả? Ta có bắt con phải làm gì to tát đâu, chỉ cần dọn sạch phòng thôi mà. Con dọn phòng sạch sẽ là để cho con ở, đúng không nào? Dạ. Bây giờ ta phải ra ngoài làm việc, đến lúc ta về mà nhà cửa vẫn còn bừa bộn thì đừng trách ta. Thầy lúc nào cũng trách mắng mình, thầy chẳng yêu thương gì mình cả. Nếu thầy yêu thương mình thì thầy phải dọn dẹp phòng giúp mình chứ. Rõ ràng thầy nuôi mình chỉ để mắng chửi thôi. Đã vậy, mình bỏ đi, xem còn ai để mắng chửi nữa không. Từ nay cuộc sống của mình sẽ thoải mái vô cùng. Rồi thầy sẽ hối hận vì đã mắng mình cho mà coi. Cậu đứng đây làm gì đấy? Thì ra cậu bị mẹ cho ăn phạt hả? Cậu cười cái gì? Tớ chẳng ra thầy tớ nuôi tớ chỉ để mắng chửi thôi. Mẹ cậu cũng vậy. Mình là con mà, phải chịu bị mắng thôi. Chịu là chịu thế nào? Tớ đang bỏ đi để được sống trong tự do đây này. Đi cùng tớ không? Nhân nhở mẹ tớ bắt được thì mẹ sẽ phạt nặng lắm đấy. Còn lâu mới bắt được bọn mình nhé. Tóm lại, cậu có đi không? À được, cho tớ theo cùng với. Cuộc sống tự do thật là sung sướng. Quả là tuyệt vời ở mặt trời luôn. Trời ơi, thật là quá đáng. Tội nghiệp hưu non. Chúng ta vào cảng hưu bẹ đi. Không được đâu, hưu bẹ to khỏe như thế sẽ đá cả chúng ta đấy.
Tớ có cách này nè. Con tôi đâu rồi? Chỗ này có vẻ an toàn khỉ ạ. À, bên kia có hốc cây to chưa kìa. Từ nay em sẽ được an toàn hơn ạ. Hai anh sẽ bảo vệ em. Hình như hưu non đói rồi kìa khỉ ạ. Trong túi tớ có đầy chuối đấy. À, hưu non cần chuối đâu. Hưu non phải uống sữa mà. Ừ vậy, để tớ nghĩ cách. Con ơi con. Có chuyện gì thế chị Hưu? Tôi vừa sinh được hưu con. Trong lúc tôi ra suối uống nước, quay lại thì không thấy hưu con đâu nữa. Chị cứ bình tĩnh, để tôi giúp chị tìm hưu con. Ta có nước dừa cho hưu này. Uống nhiều vào nữa hưu nhé, ngoan lắm. Cố lên nào hưu con. Từ nay ba chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây nhé. Ừ. Anh trai ơi, sao hưu lại nóng thế này? Nếu hưu chết thì sao? Tớ không biết. Thầy ơi. Hay chị nghỉ một lát đi, để tôi đi tìm. Mèo con ơi, mèo con. Pháp sư gấu, có thấy mèo con nhà tôi ở đâu không? Thầy ơi, thầy mau cứu hưu con đi. Lần này hai đứa gây tội nghiêm trọng như thế nào, có biết không? Tại con và mèo nhìn thấy cô hưu đá hưu con rất tội nên... Các cháu hiểu lầm rồi. Các mẹ hưu mỗi khi sinh con ra đều đá con như vậy, là để cho các con có thể vững vàng đứng dậy và có được khả năng sinh tồn sau này. Không phải là cô ghét bỏ hưu con đâu. Hóa ra là vậy. Cha mẹ có mắng có phạt các con là vì yêu thương các con, muốn các con sống tốt hơn thôi, hiểu không? Vậy mà con tưởng thầy không yêu thương con nữa. Con cũng tưởng mẹ không thương con nữa. Hai đứa phải tự kiểm điểm lại bản thân. Lần sau làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng hậu quả. Mình còn nhỏ, có việc gì phải hỏi ý kiến người lớn, không tự ý hành động, nghe chưa? Dạ, chúng con biết rồi ạ. Dòng suối thanh xuân. Ông lão vào rừng đây à? Nhớ đi lại cẩn thận nhé. Tôi sẽ sớm về thôi. Bà ở nhà nhớ cẩn thận. Mắt kém đừng có đi đâu xa. Tôi nhớ rồi. Ông đi nhớ về sớm đây. Cuối cùng thì cũng xong. Dạ, bà lão nhà mình rất thích nấm. Bây giờ còn sớm ha, ta phải đi hái nấm cho bà lão một ít mới được. Dạ, dạ, ngần này cũng đủ cho bữa tối và cả ngày mai nữa. Giờ thì về nhà thôi nào. Ta đã đi quá xa rồi. À, có tiếng nước chảy. Ta đang khát khô cả họng đây. Ôi, gì thế này? Có phải ta đây không? Không thể tin nổi. Thật không thể ngờ, đây là dòng suối thần có thể cải lão hoàn đồng. Bà lão mà biết được sẽ vui lắm đây. Phải nhanh về nói với bà lão mới được. Hời, sao ông lão giờ này chưa về? Ôi, ông về rồi đấy ư? Tôi về rồi. Hả? Ai đây? Là ông đây ư? Có phải ông lão không? Không phải. Sao lại... Là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Cái gì thế này? Đây có phải là ông không? Tại sao tóc ông lại đen thế? Khuôn mặt ông lại biến thành thế này? Ông ơi! Ông đi đâu rồi? Là tôi đây mà. Bà lão,
Bà bình tĩnh nghe tôi kể nè. Chuyện là thế này bà lão. Thật kỳ diệu. Ngày mai tôi sẽ tìm đến đó để uống nước thần mới được. Kìa, có phải là dòng suối thần mà ông đã uống nước không? Đúng vậy. Ôi chao, đúng là vợ của mình mấy chục năm trước rồi. Trời ơi, sao mình lại uống nhiều nước thế này? Nước suối ngọt quá, mà tôi thì khác. Tôi cứ nghĩ nếu uống nhiều thì mình trẻ lâu, sẽ trẻ mãi. Ai ngờ tham lam quá lại thành ra thế này. Thật đúng là lòng tham khó kiểm soát. Giờ thì tôi lại phải chăm sóc cho bà như một đứa trẻ ư? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.